Dạ, con ở ấp Phú An, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tên gì? Con tên là Phạm Hoàng Hiếu. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 16 tuổi. Số điện thoại của con là 0357 383 659. Con xin cảm ơn chú Phú đã gửi tặng cho con 1 triệu rưỡi và 10 kg gạo. Con xin cảm ơn. Rồi. Gạo thì chú Thịnh đi sau nha. Dạ. Đi chở đồ nặng quá. Đây là ấp Phú An, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 9 tháng 9 2024, cái hướng này đi về Hàng Thẻ nè, thuộc tỉnh Vĩnh Long, và hướng ngược lại thì đi về ngã ba Dầm Kinh, An Thạnh, xã An Phú Thuận. Ở đây là nhà của cháu Phạm Hoàng Hiếu nè. Thì đây là nhà của cháu Phạm Hoàng Hiếu nè, vô trong nè, vô trong nè nha quý vị, ra lộ nè. Hiếu ơi, Hiếu được, cái này khỏe không, giờ còn đi học không? Chào. Thì cái hoàn cảnh của con làm sao đây, vô vô đây cả. Dạ. Vô với mẹ con đi. Lục bình cái này là tự cắt hay là mua mà nhiều quá vậy? Dạ vậy. Dạ, lục bình cắt. Cắt hả? Dạ. Cắt ở đâu? Mẹ. Dạ. Cắt ở đâu? Dạ, mẹ con đi cắt. Ừ, ngồi đây đi. À, được rồi, được rồi. Thì hẩm hẩm rài Phú có gửi tiền cho cháu Hiếu là 1,5 triệu với 10 kg gạo. Dạ. Mà hôm nay mắc chở cái thùng rác sau lưng á, nặng. Dạ. À, nhưng mà đi gấp nữa cho nên không có chở được, tại vì chở là nó nặng nề đó. Dạ. Thì hai cái thùng rác mà thì hôm nay là vô trao cho cháu trước tiền đi, 1,5 triệu. Dạ. Của bạn Phú, một cái người Việt đang sống ở Nhật. Dạ. Gửi tặng cho cháu nè, còn xích lại mẹ với mẹ con đi. Dạ. Đó thì bạn Phú gửi tặng con 1,5 triệu với 10 kg gạo, mà do chú Thịnh đi hồi nào sáng á, chở đồ nặng quá, chở mấy cái thùng rác đi giao á. Dạ. Rồi chú Thịnh giao 10 kg gạo sau. Dạ. Nói cho rành nha. Dạ. Đây là 1,5 triệu nè. Dạ. Con xin cảm ơn chú Phú. Cảm ơn chú Phú. À, ngồi xuống đi con. Dạ. Đếm đếm lại coi phải 1,5 triệu không? Đếm đếm lại coi. Thì hai mấy con đang làm gì vậy? Dạ, đang cái khuôn này. Rồi, lấy cái khuôn ngoài kia vô cho chú Thịnh nha. Dạ. Thì đó là 1,5 triệu đủ không chị? Dạ, đủ. Ăn khuôn, ăn khuôn mà ăn ta. Đưa cho mẹ con cầm. Dạ. Cái khuôn vậy là được nhiêu tiền? Dạ, này là đang của cô Dung dưới thì trả 12.000. 12.000 lục bình của ai? Dạ, của mình. Vậy là tốn hết bao nhiêu lục bình này? Cỡ 300 gram không? Dạ có đó ạ. 300 gram hết, bây giờ lục bình giá thị trường là bao nhiêu? 27 nha. 300 gram nó hết gần 800 đồng rồi, 900 đồng rồi. Dạ. Vậy là lời có 3 ngàn sao? Cái này hả? Ờ. 12 ngàn, trừ ra 8 ngàn đi, còn có 4 ngàn à. Dạ. Bao lâu mới rầu một cái khuôn này? Dạ, đang không có ca đồng hồ. Ngày làm được mấy khuôn? Nếu mà làm có mình em làm à? Là ngày được mấy khuôn? Okay, không ra dịch bá Hiếu thì được 5 khuôn. 5 khuôn thì được nhiêu tiền? 12.000 khuôn á. 60. 60 ha. Đó thì chú Thịnh sẽ gửi con 10 kg gạo sau. Khỏi. Thì chú Thịnh sẽ gửi gạo sau. Dạ. Tại vì cũng thông cảm cho chú. Dạ. Bây giờ chú Phú nói hôm rày cỡ 2-3 tay gì đó. Dạ. 2-3 tay tháng 9 á. Dạ. Mà mưa gió rồi bữa đó con ở dưới là Phước Hậu hả? Dạ. Thì chú Thịnh không có dịp đi vô đây được. Dạ. Ừ, đó. Thì
đó thì trao cái hoàn cảnh. Thì bây giờ con tự nói chuyện là nói là cái hoàn cảnh của con thì sao, nói cho rõ để người ta mới biết được cái hoàn cảnh của mình á. Nói đi con. Dạ, con là Phạm Hoàng Hiếu, mẹ con là Nguyễn Thị Kim Anh, con với mẹ con đều bị bệnh thận. Con thì bị suy thận, con đang lọc màng bụng. Mẹ con thì bị lupus ban đỏ, biến chứng thận. Có hai mẹ con à, tại vì ba con bỏ rồi. Là con ở đây là địa chỉ và số điện thoại của con là sao con nói cho rõ. Dạ, đây là ấp Phú An, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0357 383 659. Thì mà mỗi ngày con lập màng thận là ở đâu con, chị Phim Anh dắt cháu vô luôn đi chung. Thì cái hoàn cảnh của nhà. Ồ, cái tủ này giờ cũng còn đẹp quá vậy Hiếu. Dạ. Hết làm trí lại hoài đó. Hả? Dạ. À, đâu có bị máu mọt gì đâu, chứ mày mua hàng mã là bây giờ chắc nó rụng rồi quá. Dạ. Dạ, con hay dịch ở đây. Ừ, đâu, con chị Kim Anh. Dạ. Đứng gần vô đây thôi. Trong phòng lọc dịch của bé Hiếu. Ừ, mỗi ngày là nó lọc bao lâu? Dạ, một ngày lọc 5 lần, một lần cỡ nửa tiếng. Ờ. Rồi dắt ra đi. Ở cái tủ này nè, có gì đâu mà. Tủ này của chú Phú mày kìa, nó mua tặng đó phải không? Dạ. Rồi đó thì ra. Thì nhà cửa thì toàn là tôn không nha quý vị. Bán sách rụng là tiền không á. Tôn không nha. Thì ra. Còn lục bình này là tự cắt hay là đi mua? Cắt ha, phơi ha. Dạ. Đó thì cái hoàn cảnh đó. Thì thôi chú Thịnh cũng chưa rồi, 12 giờ mấy rồi chú Thịnh. Dạ. Đi về. Dạ. Lo đi ăn cơm nữa, đói bụng. Dạ. Rồi. Đó thì chúc sức khỏe ha. Cảm ơn chú Thịnh. Dạ. Thì tiền đó là của chú Phú. Dạ. Một người Việt đang sống ở Nhật gửi tặng cho con. Dạ. Rồi với 10 kg gạo, trước mắt là 1 triệu rưỡi ha. Dạ. Với 10 kg gạo, nhưng mà có cái là chở đồ nặng quá là không có đi được. Dạ. Ừ. Bây giờ giao 1 triệu rưỡi trước nha. Dạ. Thôi chào nha.